Vâng, tín hiệu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục chương trình video hôm nay, một số mã hàng mới bên em hàng vừa về cập biến này. Đấy, bắt đầu đang vào mùa hè rồi. Đấy, về được cái ít kia mã quạt 12V quạt tẩu dành cho xe ô tô này, hoặc là bác nào mà có ắc quy xài điện 12V cũng có thể xài luôn này, rất ok. Đấy, trong những cái trường hợp mà mùa hè mất điện dùng cái này rất ok. Cái này thì năm ngoái em bán khá nhiều. Đấy, năm nay bắt đầu thì lại vào mùa nóng thì bắt đầu lại có này. Rồi là có cái dòng chăn đũ hữu cơ sơ đậu nành nhá. Đấy, mùa nóng cũng đến rồi. Và cái dòng chăn này rất hiệu quả vào mùa hè luôn. Các bác đắp cực kỳ mát luôn nhá. Đấy, đắp chăn nhưng mà rất là mát luôn nhá. Dùng rất thích. Đấy. Nó dạng chăn mỏng chuyên dùng cho mùa hè nhá, rất mát. Và một số cái mã hàng bên em đang phân phối nhá. Đấy, để bác nào có nhu cầu về những cái mã hàng bên em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhá. Số điện thoại hiện tại em đang để trực tiếp hai số ở trên màn hình. Các bác cứ gọi điện trực tiếp theo hai số ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý giúp em, khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Nhớ cho em là các bác cứ mua hóa đơn từ 200 trở lên là sẽ được miễn phí vận chuyển nhá. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Hãy xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship nhá, giao hàng toàn quốc luôn. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng quạt 12V này. Cái này thì em báo giá luôn nhá, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái quạt tẩu 12V nhá. Cái này nó sử dụng là nguồn 12V và nó dùng là cái dùng cái nguồn cổng vào là cái cổng đầu tẩu các bác hay dùng xe ô tô ấy. Thì giá của nó sẽ là 120.000 một cái quạt này. Đấy, dùng rất là hay. Nó là dòng quạt đôi quá. Đấy, quạt hai quạt luôn. Quạt hai quạt và có cả công tắc điều chỉnh số siêu các thứ rất ngon này nhá. Sản phẩm này thì mới nguyên hộp như này. Rất xịn sò và rất là hay luôn. Đấy, các bác dùng trong những trường hợp ví dụ như là các bác nhà các bác ô tô. Đấy, ví dụ như là những cái ô tô đời cũ mà điều hòa nó yếu ấy. Đấy, hoặc điều hòa nó hỏng ấy, thì các bác muốn sắm cho em một cái con quạt để các bác để cho ô tô thì con này là một cái lựa chọn hết sức hợp lý luôn. Đấy, đây. Nó có là bẻ các hướng các kiểu luôn này. Đấy, bẻ về đằng sau này. Bẻ đằng sau để bẻ về đằng trước này. Đó, rồi là các bác có thể là quay các hướng này. Đấy, các bác quay điều chỉnh các hướng cho em nhé. Đấy, đây quay điều chỉnh các hướng này rất là linh hoạt và thoải mái các bác lựa chọn luôn. Đấy, và cái con này và khi mà các bác điều chỉnh ấy thì các bác điều chỉnh ở đây nó sẽ có cấp độ này. Đấy, cấp độ 1 này. Đấy, số 1 và số 2 nhá. Và các bác đẩy về giữa thì là số 0, tức là tắt đi. Còn nếu các bác muốn mạnh thì bật số 2, còn muốn mạnh vừa thì bật số 1 cho em nhé. Đấy, hàng của nó thì sẽ là hàng hai quạt. Một quạt này thì sẽ có công suất là đi 10W này. Đấy, công suất của nó sẽ là 10W nhá. Thì hai quạt này vào 20W rồi. Rất khỏe luôn và cực kỳ mát nữa nhá. Đấy, cái tầm gió nó ra rất là mát. Tầm gió ra mất rất mát và nó êm quá. Quan trọng là cái động cơ của nó là cái động cơ không chổi than nên là dùng nó rất là bền. Đấy, dùng rất là bền. Đây. Và cái đầu nguồn nó vào đây. Đây là cái đầu nguồn tẩu này. Đấy, cái đầu nguồn tẩu. Thì cái này về bác làm có ô tô là các bác cắm trực tiếp vào cái tẩu ô tô là các bác xài thôi. Còn nếu mà nhà các bác mà không ô tô thì em sẽ có một cái giải pháp để cho các bác không ô tô. Thì thay vì các bác không có ô tô thì mình có thể dùng cho em cái bình ắc quy các bác nhá. Đấy, thì đây, hiện tại em đang có một cái bình ắc quy nha, bình ắc quy xe máy 12V này. Thì khi mà các bác muốn mua thêm cái thiết bị để sử dụng cho cái bình ắc quy thì bên em sẽ bán cho bác cái đầu tẩu cái như này. Thì hiện tại em đang bán một cái đầu tẩu cái như này với mức giá là 40.000 một cái nhá, 40.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đầu tẩu cái để các bác cắm đi chung với lại cái quạt này này. Thì cái đầu tẩu cái này hiện tại bên em đang bán là 40k một cái đầu tẩu cái này. Thì đây em sẽ hướng dẫn các bác xài luôn này. Cái đầu tẩu cái này nó sẽ có là hai cái đầu kẹp như này. Đấy, một đầu kẹp dương và một đầu kẹp âm. Thì các bác kẹp trực tiếp vào bình. Đấy, dương các bác kẹp vào dương nhá. Âm các bác kẹp vào âm cho em. Đấy, kẹp vào. Sau đó là ở đây là một cái đầu cổng vào. Đấy, nó hiểu là cái tẩu chiêu tô ấy, các bác cắm trực tiếp vào đây cho. Cắm vào đây. Đó, cắm vào cái quạt chạy luôn này. Và quạt chạy cực kỳ êm và rất mát luôn nhá. Riêng dòng này các bác không mát không lấy tiền các bác luôn, mát cực kỳ vì nó là dòng quạt đôi mà nó động cơ không chổi than, nó chạy rất khỏe và rất là êm. Đấy, các bác biết những cái động cơ 775 của nó đấy. Đấy, nó quậy cái vòng tua nó rất là khỏe luôn. Đây mặt số 2 này. Đấy, nó phà mát dã man luôn. Đấy. Đấy, thì các bác có thể để trên xe ô tô hoặc nhà các bác nào không ô tô mà có bình ắc quy ấy. Nên các bác để không thì nó lãng phí thì các bác mua cho cái này về. Đấy, mình quạt quậy cái thứ này. Rồi là trong trường hợp mà mất điện, mất đóm các thứ này thì các bác xài cho em cái này cũng ok luôn. Đấy, thì các bác chỉ việc là mua cho em cái quạt này về, còn cắm trực tiếp vào cái tẩu ô tô là các bác xài thôi. Nó sử dụng nguồn là nguồn 12V thôi nhá. Còn nếu mà các bác không có ô tô, các bác muốn xài bình ắc quy thì các bác mua cho em thêm cái đầu tẩu cái nhà các nhá. Đấy, thì tại một cái đầu tẩu cái này bên em đang bán là 40.000 một cái, thì các bác có thể về kết nối cắm vào đây. Sau đó các bác kẹp trực tiếp vào trong cái bình ắc quy nhà mình.
Đó, bật quạt. Thế là quạt chạy có thế thôi, quạt chạy cứ phà phà, rất mát luôn. Đấy, bình này thì các bác chạy chắc phải cả vài ngày nó mới hết luôn. Đấy, cái điện nó ít lắm ạ, vì cái nó là cái động cơ không thể than, nó êm các bạn, nên là cái công năng sử dụng nó tiêu hao cái điện nó rất là ít, nó không nhiều. Đấy, nhưng mà bù lại thì quạt chạy rất là êm và rất là mát luôn, rất êm rất mát luôn. Thì giá của nó một cái bộ sản phẩm, một cái quạt tẩu 12V như này là 120 ngàn một cái nhá, 120 ngàn một cái. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm cái đầu tẩu cái để dành cho những cái bác nào mà không dùng trên xe hơi, dùng ở cuộc sống bình thường ở nhà mình thôi, thì mua thêm cho cái đầu tẩu cái này, thì cái đầu tẩu cái này là 40 ngàn thôi nhá. Đó, còn quạt thì là 120 ngàn một cái. Về cứ kẹp trực tiếp vào cái bình 12V xem là các bác xài thôi, rất ok luôn, dễ dàng sử dụng mà rất là hay, tiện ích thôi nhá. 120k một chiếc quạt tẩu 12V nha. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em về tiếp tục cho các bác cái lô chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá. Đấy, cái này thì chắc nhiều bác mà những cái bác mua trong năm chắc có biết cái dòng chăn này rồi. Đấy, nó là dòng chăn đũi nhá, hữu cơ, và nó thành phần chính là từ sơ đậu nành thôi nhá. Đấy, và em báo giá luôn 150 ngàn một cái nhá, và kích thước của nó sẽ là 2m nhân với 2m3. Cái này thì các bác đắp nhà đông người 2-3 người cho em thoải mái luôn, chăn rất to nhá. Và đặc biệt là cái chất liệu nó từ chất liệu đũi các bạn. Đấy, từ chất liệu đũi, các bác nghe từ đũi là các bác biết rồi. Mùa hè ấy, thì các bác nên dùng những chất liệu như đũi này, các bác nằm nó rất là mát luôn. Đấy, nằm rất là mát, và đặc biệt đấy, bình thường ấy, ví dụ như là ban ngày thì rất là nóng, như ban đêm thì nhiệt độ nó lại xuống rất là thấp, nên là các bác vẫn cần có một chiếc chăn gọi là vừa mỏng đủ để các bác sử dụng cho em. Thì đây, một chiếc chăn đũi hữu cơ, đấy, thành phần từ sơ đậu nành nhá, sơ đậu nành rất là thân thiện an toàn với lại da nhá, da và cũng như là môi trường, và cũng như là cái chất nó rất là mát nhá, cái chất đũi sò rất là mát này. Đấy, và đây tem mác đầy đủ luôn. Hàng này của nó là hàng hàng của Hàn Quốc nhá, hàng Hàn Quốc đây này, tàng mác các thứ ngon lành luôn. Giá nó chỉ có 150 ngàn thôi. Các bác nghe thấy cái chất đũi, các bác biết nó mát nhà rồi, nó mát cực kỳ luôn và nằm rất thích luôn nhá. Và chăn rất to, chăn của nó là vào 2m x 2m3. Cái này thì cái đợt mùa hè năm ngoái em bán kinh khủng khiếp luôn. Đấy, và bắt đầu nó vào dịp mùa hè rồi thì cái chăn này nó lại rất là hot hit nhá, vì nó nằm nó rất là vừa. Đấy, vì bình thường là các bác hay nằm những cái con chăn to ấy. Đấy, những cái con chăn mà mỏng quá thì có khi các bác lạnh, mà những cái con chăn dày quá thì nóng, thì các bác mua cho một chiếc chăn đũi này về. Đấy, các bác sử dụng nhá, đắp rất là vừa trong cái mùa hè này luôn, dùng cực kỳ thích, đặc biệt là mùa hè nhá. Giá của nó sẽ là đi 150 ngàn, kích thước là 2m x 2m3, rất to luôn. Các bác sử dụng nhà đông người, đắp nhà 2-3 người một giường thoải mái cho em luôn, và nằm rất mát đây. Đấy, rất đẹp luôn. Cái chất đũi này, các bạn nhìn cái chất đũi này. Đấy, nó sờ nó mịn mà nó đắp rất là mát, đắp rất là mát, nó không bị bí đâu. Đấy, thông thoáng tốt. Mà dòng này các bác giặt cho em thoải mái luôn nhá, giặt cho em thoải mái luôn. Đấy, chất đũi và thành phần chính là từ sơ đậu nành nhá. Đấy, sơ đậu nành rất là an toàn với lại thân thiện với con người, cũng như là thân thiện với môi trường, và dùng rất là tốt luôn. Đó, chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá, 150 ngàn một chiếc. Chăn này chăn của Hàn Quốc nhá, chăn của Hàn Quốc rất xịn sò. Đấy, hàng này thì số lượng hạn là các bác nhá, không có nhiều đâu, vì nó bắt đầu đang vào mùa nóng mà, nên là hàng nó lúc nào hầu như cũng cháy hàng luôn. Đấy, bên em về cái lô này chắc được khoảng tầm vài chục chiếc thôi, không có nhiều đâu ạ. Đấy, và nhiều bác hỏi bên em là dòng chăn chiếu này thì có hàng cũ không, thì em can cái bác luôn là hàng bên em là hàng mới 100% nhá các bác nhá, hàng mới 100% nguyên bịch luôn, nên là các bác yên tâm nhá. Nhiều bác cứ bảo là sợ hàng cũ, thì em can cái bác là nhà em không bán những cái hàng chăn, hàng chiếu ối các thứ, là không bán hàng cũ đâu bạn, vì sợ lắm, dùng hàng cũ không biết đâu mà làm. Đấy, bên em bán cho bác hàng mới nhá, hàng mới chưa ai dùng, nên là các bác dùng yên tâm. Đó, chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá, 150k một chiếc chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành, kích thước là 2m x 2m3, đắp vào mùa hè thì rất là mát và rất là phù hợp luôn. Đấy, đặc biệt là bắt đầu đang vào mùa hè rồi, miền Nam miền Bắc bắt đầu đang đều vào mùa nóng mùa hè rồi, các bác đắp cho em cái dòng này rất là vừa, thích hợp trong mùa hè này. Đấy, chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá, 150k một chiếc, kích thước là 2m x 2m3, dùng rất thích luôn. Cái này thì chắc nhiều bác mua những cái đợt lô trước thì cũng có nhiều, một số bác hỏi cái đợt này, nhưng mà bữa trước là chưa về, thì hôm nay về rồi, thì bác nào mà chưa mua được các bác nhá, thì các bác có thể tranh thủ mà xem ưng thì chốt luôn nhá. Đây nhá, chăn thì khi mà em gửi đến các bác là vẫn còn nguyên trong bịch này, mới keng luôn này, nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, chăn là mới keng luôn. Tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái mã hàng, đó là cái dòng chảo của Hàn Quốc này. Lên mã em sẽ cái chảo Hàn Quốc nhá. Dòng này thì chảo cực kỳ to luôn. Đường kính của nó là vào là 32cm nhá. Chảo rất to nha các bác nhá. Chảo thiết kế cực kỳ to chắc chắn luôn. Và có chống dính nhá các bác nhá. Có chống dính và có đun bếp từ các bác. Có đun bếp từ luôn, nên là có yên tâm nhá. Bếp từ, bếp ga các thứ là các bác đun hết luôn. Đấy, sản phẩm thì mới nguyên hộp nha, đóng gói rất cẩn thận này. Đấy, đầu tiên thì sẽ có cho bác là một chiếc môi gỗ này. Đấy, nhà thiết kế
nhà sản xuất rất là cẩn thận là cho các bác làm một chiếc môi gỗ này, vì những cái chất liệu chống dính ấy, các bác dùng những cái môi bằng sắt các thứ giờ là các bác xài nó rất hay nhanh bị xước và bong những cái lớp chống dính, nên là nhà rất rất cẩn thận là có đi kèm nó một chiếc mà cái chìa cái môi đảo bằng gỗ này để các bác xào nấu bằng cái môi gỗ này, nó rất là an toàn và không lo nó bị xước cái men chống dính nhá. Đấy, vì các bác hay dùng những cái chìa ấy là hay bị đấy này, hay bị xước ra này. Đấy thì sản phẩm thì sẽ gồm có là một chảo này, đi kèm cho bác là phần tay quay này, thì về các bác lắp vào thôi nhá. Đấy, về các bác lắp vào đây là các bác xài thôi. Đấy, lắp vào đây là xài. Và đây là cái phần tay quay của nắp vung thôi nhá. Đấy, rồi là có cả môi đi kèm luôn này, rất cẩn thận luôn. Và đây là vung này, vung này của nó sẽ là vung bằng kính trong suốt nhá, khi mà các bác nấu ăn rất là tiện theo dõi luôn. Đấy, bóng láng luôn này ngoài. Đấy, và kính là kính cường lực nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, các bác đậy vào là vừa khít luôn. Đấy, bình thường là các bác hay dùng để dán nhá, thì nếu mà có vung này các bác có thể là xài các bác nấu nướng được luôn. Chảo này thì sẽ có đường kính vào giúp em là 32 cm. Đấy, đường kính tổng thể là 32 cm, rất là to luôn. Đấy, những cái dòng chảo 32 cm thì các bác sử dụng nhà đông người thì cho em rất ok. Chảo đi cực kỳ dày, rất chắc chắn nhá. Bên trong thì phủ một lớp chống dính này, bên ngoài có phủ chống dính luôn nhá. Đây, bên ngoài có phủ dính luôn, toàn bộ bên trong bên ngoài đều được một phủ một lớp chống dính vân đá lên, rất đẹp nhá. Nên các bác xào nấu cho em vào đây thoải mái luôn này. Đây, và đế này của nó có thể dùng được bếp từ cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, đế là dùng được bếp từ luôn, bếp từ, bếp ga các thứ là các bác xài hết luôn. Cái này, con này nói chung là nó không kén bếp nhá, bất kỳ loại bếp nào cũng dùng hết luôn. Đấy, và giá của nó thì vô cùng là hạt rẻ luôn nhá, hạt rẻ luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo chảo Hàn Quốc nhá. Đấy, chảo Hàn Quốc này, chảo Hàn Quốc, đường kính của nó sẽ là 32 cm, và em báo giá luôn 140.000 một chiếc chảo Hàn Quốc nha, 140.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất ok. Đấy, 140k một cái nhá, giá rất tốt luôn. Vùng viếc này, rồi là môi, rồi là tay quai các thứ đi kèm đầy đủ nhá. Thì khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ rời bên ngoài, còn nếu mà các bác về nhận xong thì các bác lắp và các bác xài thôi. Riêng cái dòng chảo này thì nói chung là không, nó không có lỗi lầm gì đâu. Đấy, chủ yếu quan trọng là các bác kiểm tra về cái chất lượng. Đấy, cầm nó có chắc chảo hay không, rồi là vùng viếc các thứ là nó ok không. Đấy, đầy đủ các thứ không. Đấy, còn nói chung là về chất lượng thứ hàng của Hàn Quốc thì người ta kiểm định rất là ok rồi. Đấy, chảo Hàn Quốc nhá, đường kính 32 cm, giá hiện tại em đang bán là 140.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cà mèng. Các bác cứ lên mã thì em sẽ là cà mèng. Ở trong Nam thì nhiều bác hay gọi là cà mèng, hoặc là miền Bắc hay gọi là cặp lồng nhá, cặp lồng. Em báo giá luôn 1,6 lít nhá, giá nó sẽ là 120.000 một cái cặp lồng nha. Hàng cũng của Hàn Quốc này. Đây, dung tích 1,6 lít nhá các nhá. 1,6 lít. Em mở ra bác còn một cái này, rất chắc chắn luôn. Chất liệu toàn bộ sẽ là inox 304 nhá. Dùng an toàn, đó ok. Thì sản phẩm đây sẽ gồm có là một chiếc nắp này. Đấy, cái nắp này thì khi mà các bác mở ra thì nó sẽ thành một chiếc bát luôn. Đấy, các bác ngửa lên như này, bình thường là các bác úp xuống thì nó sẽ là một cái nắp đậy cho cái cặp lồng này. Còn nếu các bác mở lên thì nó sẽ thành một cái bát nhá, để các bác có thể ăn uống ở đây trực tiếp ở đây được luôn. Đấy, rất sạch sẽ, ok này. Đi kèm bên trong này thì sẽ có là hai cái khay. Đấy, hai cái khay để các bác đựng đồ ăn các bác mang đi làm. Đấy, dành cho học sinh sinh viên này, rồi các bác làm văn phòng công trình công trường, hoặc các bác mang cơm cho người bệnh các thứ, rồi đấy, mang cơm vào bệnh viện các thứ rất ok. Đấy, đựng cơm đựng canh vào đây các bác xách đi là ok. Có phần quai xách nhá, thiết kế rất chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, thiết kế cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn, inox 304 rất xịn sò. Đấy, có cả nắp niếc các thứ đi kèm, các bác chỉ việc là mang đồ đĩa đũa cái thìa đi là các bác chén cơm cho em ngon lành luôn. Đấy, đây sạch mang đi mang lại sạch sẽ ok nhá, rồi về các bác đựng đồ ăn nước các thứ đấy ok luôn. 120.000 nhá, 120.000. Lên mã giúp em sẽ là cái cặp lồng hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, cặp lồng hoặc là cà mèng đều được nhá, cặp lồng hoặc là cà mèng đều được này. 1,6 lít nhá, khá là to luôn đấy, chỉ có 120.000 thôi, bằng inox 304 nên các bác dùng yên tâm, rất an toàn sạch sẽ luôn. Đó, 120k 1 lít 6 nhá, có đầy đủ các ngăn để các bác có thể đựng đồ ăn mang đi mang lại tiện dụng ok luôn. 120.000 nhá. Cà mèng hoặc là cặp lồng đều được nhá, 1,6 lít 120k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái dòng dây thít này, nhiều bác gọi là dây thít hoặc là dây rút đều được nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã cho em xem cái dây thít đi. Dây thít thì hiện tại em nó có hai mã, là một mã dây ngắn nhá, dây ngắn đây, và một mã là mã dây dài nhá. Mã dây dài và em báo giá luôn. Hiện tại em đang bán đồng giá một một cái bịch như này. Đấy, thì 30k nhá, 30k thì các bác cứ lên mã cho em, ví dụ đây là cái thít ngắn này. Đấy, thít ngắn. Giá cũng 30 nhá. Đấy, và cái gói thít dài. Đấy, thít dài đây,
tít dài cũng là 30 luôn. Đấy, cũng là 30.000 luôn các nhá. 30.000 một túi. Thì đây em sẽ quay chi tiết bác này. Cái dòng tít ngắn này thì kích thước của nó sẽ vào là 20 cm nhá. Đấy, 20 cm này, 20 cm. Tức là chiều dài của thít là 20 cm và cái trọng lượng một túi này của nó sẽ là 250g một túi, tương đương với lại là 315 cái nhá. 315 cái dây thít. Đấy. 250g dây thít các nhá. Đấy thì tương đương vào là 315 cái thì tính ra vào là có 30.000 cho một cái túi thôi mà được tận là 2,5 lạng luôn. Bình thường là các bác cũng ra quán xá người ta bán một lạng đấy bác, ít phải khoảng tầm 50.000 một lạng luôn. Đấy mà một lạng thì nó được rất ít, như đây các bác mua một cái túi này là 250g luôn và vào 2,5 lạng đấy mà giá nó chỉ có 30.000 thôi. Nói chung là giá nó siêu hạt rẻ luôn, hàng bên em thanh lý giá nó siêu tốt luôn. Đấy, 315 cái các bác về mua gói về các bác xài thoải mái gia đình nhà mình luôn, buộc rồi là thít tất cả các loại vật liệu chất liệu rồi là các bác sử dụng đa năng trong rất nhiều công việc nhá. Thít ngắn nhá, 30.000. Ngoài ra thì đây có cái mã thít dài. Thít dài thì một túi này cũng là 250g luôn và một túi này được là 152 cái nhá. Và cái kích thước của nó sẽ là 30 cm. Đấy, 30 cm, chiều dài của nó sẽ là 30 cm. Một cái dây thít này là dài là 30 nhá. Dài 30. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi thít dài nhá. Túi dây thít dài thì hiện tại em đang bán một túi thít dài này là 30.000 luôn. Nói chung là cứ đồng giá là 30.000. Thì hai mã chia ra thít ngắn và thít dài thì các bác cứ lấy mã thít ngắn hay là thít dài thì các bác cứ báo em, bảo là cho tôi một túi thít ngắn hoặc là cho tôi một túi thít dài. Đấy, thì mình em sẽ biết bên nào là bác nhá. Còn giá thì sẽ được cứ đồng giá là 30.000 thì các bác cứ lấy loại nào thì lấy. Bao tay lao động thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này. Đấy, để dành cho các bác mua về anh em thợ thuyền lao động lao nước các thứ này, rồi các bác sử dụng ở trong nhà mình cũng ok luôn. Đấy, thì hiện tại anh em sẽ có bán lẻ theo đôi và bán theo lố nhá. Đấy, bán lẻ theo đôi và bán theo lố thì hiện tại em đang bán lẻ một đôi bao tay nha. Giá của nó sẽ là đi 10.000 một đôi nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bao tay lao động nhá. Đấy, bao tay lao động thì đang bán lẻ một đôi bao tay lao động nhá là 10k. Đây, cứ lên mã cho em sẽ là bao tay lao động nhá. Bao tay lao động này, một đôi là 10k trên một đôi. Còn nếu mà các bác lấy theo lố thì nó giá siêu tốt luôn. Một lố như này, đấy một lố nguyên bịch nha là 12 đôi nhá. Đấy 12 đôi. 12 đôi mà giá thì các bác biết bao nhiêu không? Báo giá bác nghe giật mình luôn. 70.000 một lố bao tay 12 đôi. Nó chỉ có 70.000 thôi. Đấy tính ra tính vào đôi thì nó rất là rẻ. 12 đôi nó chỉ có 70.000. Các bác mua lẻ một đôi đã 10.000 rồi. Như đây bên em bán các bác 12 đôi mà chỉ có 70.000 thôi. Nói chung là theo em là các bác nên mua theo lố, nên mua theo lố cả một lố là 12 đôi này luôn. Đấy về dùng các bác dùng dần. Đấy, đeo thì rất là vừa. Dòng này của nó là dòng size free size, dòng co giãn nha, thì các bác tay to tay nhỏ các bác đeo hết luôn. Đây, đeo và rất là ôm tay này. Ở đây nó có những cái hạt cao su này, nó đính li ti này, các bác cầm nắm một thứ cho em không lo nó bị trơn trượt nhá. Về các bác sử dụng mà anh em thợ thuyền xài này, đấy, bê kính, bê kiếc, bê sắt xi này, rồi là các bác sử dụng lao động chân tay cái gì, các bác cần một đôi bao tay bảo vệ này thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nói chung là ngon bổ rẻ chất lượng nhá. Một đôi này là 10.000, lên mã nha, sẽ là bao tay lao động nhá. Một đôi là 10.000. Còn các bác lấy theo lố, một lố là 12 đôi, giá nó chỉ có 70.000 thôi nhá. Đấy, đây, giá đây. Đấy, 12 đôi 70, một đôi là 10.000, bao tay lao động nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng pin 18650 này để về các bác sử dụng rất nhiều những thiết bị này. Đấy, rồi là đèn pin, đèn bổng này, rồi là các bác mua về sử dụng rất nhiều thiết bị nó dùng cái pin này luôn. Đấy, nó là cái dòng pin 18650 nhá. Cái dòng pin sạc tích điện nhá, khi mà hết pin thì các bác lắp vào các bác sạc. Đấy, và khi mà sạc đầy các bác lại lôi ra các bác xài nó rất là hay. Đấy, nó có thể sạc tích điện như kiểu pin điện thoại ấy. Đó. Thì đây mã pin của nó sẽ là 18650, dung lượng của nó sẽ là 6800 mAh và điện áp của nó sẽ là 3.7V nhá, 3.7V. Pin rất ok. Pin này pin của hãng luôn nhá. Thì em báo giá luôn. Hiện tại em đang bán một viên pin 18650 này, giá nó chỉ có 20.000 thôi. Giá rất là tốt và dễ mua luôn. 20k nhá. Lên mã giúp em sẽ là pin 18650. 20.000 một viên nhá. Để về các bác xài, lắp đặt thiết bị này rồi là anh em sử dụng chế cháo này, rồi các bác lắp vào một số thiết bị ví dụ đèn pin này một có thứ là nó rất hay dùng pin này. 20.000 một viên nhá, pin 18650. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp dĩa Đức 10 chiếc này. Lên mã em sẽ cái hộp dĩa Đức 10 chiếc nhá, để về các bác sử dụng ăn hoa quả này, nhà có khách có khứa này, rồi các bác sử dụng gia đình ăn hoa quả cũng rất ok. Lên mã giúp em sẽ cái hộp dĩa Đức ăn hoa quả, một hộp này là 10 cái dĩa luôn mà giá thì vô cùng là hạt rẻ bình dân.
nó chỉ có 40.000 thôi các nhá, chỉ 40.000 thôi. Lên mã duy em sẽ cái hộp dĩa Đức ăn hoa quả nhá, một hộp là 10 cái 40.000. Đấy, giá rất hạt rẻ. Chất liệu là inox 34 nhá. Đây, một hộp này thì sẽ có là 10 cái nha. Đóng gói rất cẩn thận này. Đấy, 10 cái về các bác xoả, thoải mái xài luôn. Mua hộp này các bác xài anh em cả gia đình mình luôn. Đấy, đặc biệt là ví dụ như là có khách khứa rồi. À, các bác bình thường ấy, người ta cầm tay thì đôi khi rất là ngại. Đấy, thì ví dụ như là mình có cái dĩa này các bác để lên. Đấy, thì cảm giác là người ta ăn thì người ta cũng sẽ có dĩa này thoải mái tự tin hơn, dễ ăn hơn. Đó, đây, logo Willing này. Đấy, chất liệu inox 34 nhá. À, một hộp là 10 cái, 10 cái dĩa ăn hoa quả này nhá. Chiên này các bác ăn hoa quả và cũng nói chung là ăn cũng được khá là nhiều món đấy. Cái này cũng rất hay. Một hộp này là 10 cái nó chỉ có 40.000 thôi. Giá rất hạt rẻ. Lên mã sẽ cái hộp dĩa Đức 10 cái của Willing thôi nhá. Đấy, hình logo hai này người của Đức này. À, một hộp là 10 cây. Giá sẽ là 40k một hộp dĩa Đức 10 cây nha.